Lời nói đầu tiên Dương Hữu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào chân thành nhất. Hôm nay từ thiện ngày 7 Dương Hữu tiếp tục trao tiền của quý nhà hảo tâm cho Đinh Bé Ba ở cái sách tỉnh Sóc Trăng, hoàn cảnh cũng rất khó khăn, bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối thì cũng đến ngã 7, suốt 3 tháng qua điều trị thì ở lại đây không về quê được mà không có tiền trả nhà trọ, tổ chức là 2 tháng gạo thì không có ăn, ăn mừng qua nhà, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay cũng chạm vào người trái tim của người con đất phụng. Hôm nay chị Kim Trần ở Úc Châu á, hỗ trợ 1 triệu, Trương Xuân Hạnh 400 ngàn, chị Lan Thị Liên ở Thụy Sĩ 2 triệu, gia đình Lưu Dương Dân ở Hoa Kỳ 100 đô Mỹ, em Kiều 200 ngàn, thì hỗ trợ cho Đinh Bá Ba tiếp tục điều trị và sẽ thận. Ở chút ơi, con bước qua trao tiền cho Đinh Bá Ba. Rồi, đây là số tiền của quý nhà hảo tâm. Và sau khi Bá Ba nhận tiền, có gửi lời xin mời không? Con nhận được số tiền này là rất là quý đó với con. Con cũng xin chân thành cảm ơn nhà hảo tâm với lại nhà từ thiện. Con xin cảm ơn suốt đời để con có tiền mua thuốc tẩm áo với lại mua đạm với lại tiền Tết với lại đóng tiền nhà trọ, mua gạo rồi ăn. Con xin cảm ơn suốt đời này là đối với con là số tiền rất lớn. Con xin rất cảm ơn nhà ghi nhớ suốt đời. Dạ. Tiếp nói là nói với Ba thì Dương Hậu cũng thay mặt xin cảm ơn chị Kim Trần, Trương Sơn Thạnh, chị Lam Thị Liên, gia đình Lưu Dương Văn và em Kiều, chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an, những điều tốt đẹp nhất cho đến quý vị khi giúp cho người bệnh không tìm chữa trị thuốc thang. Đây là việc làm công đức. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Dương Hậu hy vọng rằng qua video này được nhiều nhỏ tâm tiếp tục giúp cho người kém may mắn của quê hương Dương Hậu, còn rất nhiều ở đâu đó cũng rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Dương Hậu cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.